Xin chào các bạn nhé. Các bạn, cơ sở mình này là rất là đều và được cơ sở sau khi bóc xong ấy, sẽ sau khi bóc xong từ các cái củ lạc này sẽ được loại bỏ toàn bộ những cái hạt lép, hạt không đảm bảo. Đấy, rất là đều đẹp. Đấy, các bạn nhìn đấy, làm bỏ bóc tay của cơ sở mình rất là đều đẹp. Các bạn ạ, lạc mà được bóc tay ấy, thì sẽ không có những cái hạt bị dập nát. Còn riêng hạt bóc máy thì không thể tránh khỏi những hạt dập nát. Và giá thành của lạc đỏ, lạc mà được bóc tay thì sẽ bao giờ cũng sẽ đắt hơn lạc bóc máy. Giá lạc mình đang, cơ sở mình đang bán giá bán lẻ là 80.000 đồng trên 1 kg các bạn ạ. 80.000 đồng các bạn có ngay sản phẩm lạc đỏ bóc tay rất là thơm ngon, đậm đà và đều hạt.